Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shop Liên Minh Confession.com. Giảm giá toàn bộ tài khoản, sở hữu ngay tài khoản 100 skin chỉ với 99k. Xả ác tồn kho, không lo về giá, với danh mục xả ác tồn kho giảm 40%. Nick giá rẻ, chế độ bảo hành 1 đổi 1, uy tín top 1 Việt Nam. Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, chỉ có tại shop Liên Minh Confession.com từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Chúng ta đã từng bàn luận với nhau câu chuyện có lẽ Riot cần nhiều giải đấu quốc tế hơn để các khu vực có cơ hội cọ sát, và có lẽ điều đó sẽ giúp cho Liên Minh Huyền Thoại lấy lại sức hút vốn có của mình trong quá khứ. Nhưng động thái mới đây của nhà Riot có lẽ sẽ khiến cho nhiều người chơi Liên Minh phải cảm thấy hoang mang. Liệu sẽ là một sự nâng cấp thật sự hay là một động thái rút lui dần của Riot với trò chơi này? Nếu MSI bị hủy, T1 sẽ lập kỷ lục giờ khóc giờ cười trước EPL. Zeno Gaming đang chiếm thế thượng phong ở các trận đấu tập với các đội tuyển trước thềm chung kết thế giới. Gaming Spot hé lộ lý do chốc đầu mùa hè và tình hình xin visa của Levi cùng Jackie Win. Danh sách 20 tuyển thủ xuất sắc nhất trước thềm chung kết thế giới 2022. Cá nhân chúng mình tin Riot sẽ có những nâng cấp thật sự cho giải đấu giữa năm thay vì một MSI bị giới hạn các đội tuyển. Mọi người nghĩ Riot cần thay đổi theo chiều hướng nào để giúp giải đấu hấp dẫn hơn? Để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng mình biết với nhé. Và cũng đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh Liên Minh Confession nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Nếu MSI bị hủy, T1 sẽ lập kỷ lục giờ khóc giờ cười trước EPL. Gần đây, truyền thông Trung Quốc chia sẻ lại cuộc phỏng vấn với phó chủ tịch Riot Games. Ở đó, sắp tới MSI, một trong hai giải đấu lớn nhất làng Liên Minh Huyền Thoại sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, Riot Games chuẩn bị trình làng sân chơi mới, tầm cỡ như chung kết thế giới. Nếu điều trên trở thành sự thật, 2022 sẽ trở thành năm cuối cùng của động viên chứng kiến các đội tranh ngôi vương MSI. Đáng nói hơn, Angie cũng trở thành nhà vua cuối cùng tại sân chơi này. Ngoài ra, kỷ lục 3 lần vô địch từ đại diện LPL lưu danh sử sách với cái mác thành tích vô tiền hoàng hậu. Bên cạnh đó, T1 cũng có dấu ấn đồng nhất vô nhị trong chặng đường 8 năm của MSI. Cụ thể, đại diện LCK mở ra kỷ nguyên cho các nhà Á quân và cũng chính đội khép lại giai thoại này. Năm 2015, MSI lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ, Faker cùng đồng đội đã thua Edward Gaming ở chung kết. Theo đó, một đại diện LCK gục ngã trước âm lớn LPL và đánh mất danh hiệu quốc tế. Và rất lâu sau, MSI 2022, chuyện cũ lặp lại. Lần này, T1 được đánh giá rất cao cho chức vô địch. Thế nhưng cuối cùng, đội thất bại khi gặp Angie ở trận chung kết. Huyền thoại Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lại để kình địch hàng xóm quật ngã. Theo đó, Angie đòi lại tất thảy mọi món nợ trước T1, đồng thời tiếp tục giúp EPL đại thắng LCK. Để rồi, MSI cũng trở thành nơi Faker cùng đội nhiều lần gục ngã trước giới Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc nhất. Chỉ tiếc sau tất cả, nếu MSI bị hủy, T1 mãi không có cơ hội để trả món nợ này. Danh sách 20 tuyển thủ xuất sắc nhất trước thềm chung kết thế giới 2022. Ở chung kết thế giới 2022 sắp tới, có rất nhiều đội tuyển có bề dày thành tích cũng như dòng truyền thống bậc nhất làng Liên Minh Huyền Thoại, ví dụ như T1, Gen Z Sport. Ngoài ra, VSET cũng gửi đến hai đại diện rất mạnh là Gaming Sport và Sài Gòn Buffalo sau thời gian dài vắng mặt vì nhiều lý do. Chính vì những lẽ đó, giải đấu lần này sẽ đáng chú ý hơn gấp bội. Mới đây, truyền thông quốc tế đã công bố danh sách 20 tuyển thủ giỏi nhất trước thềm chung kết thế giới 2022. Đây là những cái tên được đánh giá là có màn trình diễn khá tốt ở mùa hè 2022 vừa qua. Ngoài ra, họ cũng có đóng góp quan trọng giúp đội nhà giành danh hiệu quốc nội cũng như chiếm suất đến chung kết thế giới 2022. Dù rằng đã có một mùa xuân 2022 rất bùng nổ, nhưng từ sau MSI 2022, T1 đã không còn giữ được phong độ cần thiết. Điều này khiến các tuyển thủ của đội cũng bị đánh giá thấp. Kerea và Faker chỉ được vị trí gần áp chót trong bảng xếp hạng lần này. Kennen cũng là tuyển thủ duy nhất của DK lọt được vào danh sách này. Từ hạng 15 đến hạng 11 bao gồm Missing của Zeno Gaming, Scout của Edward Gaming, Honor của T1, Nine của Topi Sport, Jackie Love của Topi Sport. Trong nhóm này, có sự xuất hiện thêm của một thành viên nữa của T1, chính là người đi rừng Honor. Tuy nhiên, việc Nine và Jackie Love bị rơi khỏi top 10 cũng có thể để lại nhiều tranh cãi. Đặc biệt, khi đây chính là bộ đôi đã đưa Topi Sport đến với trận chung kết LPL mùa hè năm 2022 vừa qua. Từ hạng 10 đến hạng 6 bao gồm Lehen của Gen Z, Zerg của T1, 369 của Zero Gaming, Viper của EDG và Yagao của Zero Gaming. Zerg là thành viên duy nhất của T1 có thể lọt được vào top 10 của bảng danh sách này. Ngoài ra trong nhóm này còn có Lehen và Viper, cặp đôi từng là đồng đội cũ trong màu áo của Refin. Cả hai sẽ cùng Chovy có màn tái ngộ tại chung kết thế giới 2022, nhưng giờ thì đã ở hai bờ chiến tuyến. Từ hạng 5 đến hạng 1 bao gồm Peanut của Gen Z, Thiên của Topi Sport, Kanavi của Zero Gaming, Chovy của Gen Z và Ruler của Gen Z. Sẽ có rất nhiều tranh cãi là Ruler hay Chovy mới thực sự là cái tên có ảnh hưởng hơn với Gen Z ở mùa hè vừa qua. Tuy nhiên dù lái đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng đây thực sự là cặp đôi chủ lực đã đóng góp rất lớn vào chiến tích vô địch LCK mùa hè năm 2022 của Gen Z Sport.
và chắc chắn cả hai cũng sẽ được kỳ vọng rất nhiều ở chung kết thế giới sắp tới. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng này cũng không hề có những đội đến từ các khu vực khác trừ LPL và LCK. Mọi bảng xếp hạng đều chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tranh luận cũng như chỉ mang tính chất tham khảo. Giải đấu chung kết thế giới 2022 sẽ khó khăn hơn rất nhiều và mọi tuyển thủ đều phải nỗ lực hết mình để có thể khẳng định bản thân cũng như mang danh hiệu về cho đội tuyển của mình. Gami Sport hé lộ lý do chốc đầu mùa hè và tình hình xin visa của Levi cùng Jackie Win. Vào ngày hôm qua, việc Gami Sport thông báo Kea cùng Katie đậu visa đã làm rất nhiều fan hâm mộ vui mừng. Đồng thời, đội tuyển này cũng cho biết 6 trên 8 thành viên của Gam đã có visa đi Mỹ. Đến hôm nay, trong buổi talk show cùng bình luận viên Hoàng Luân, thì cặp đôi TK Nguyễn và Izumin đã có thông báo thêm tin vui cho fan hâm mộ. Theo Izumin chia sẻ, thì ngoài 6 thành viên đã đậu, huấn luyện viên Jackie Win cũng có thể coi là đã pass ở lần phỏng vấn đầu tiên. Nhưng do thiếu một số giấy tờ, nên huấn luyện viên của Gam sẽ phải phỏng vấn lại. Sau khi Riot Games gửi cho Gam những giấy tờ này, thì Jackie Win khả năng cao sẽ xin visa thành công. Tuyển thủ cuối cùng của Gam vẫn chưa có visa là Levi. Đội trưởng của Gam từng thi đấu nhiều lần tại đấu trường quốc tế, thậm chí từng xuất ngoại thi đấu cho 100 Chip tại Bắc Mỹ, vậy nên khả năng xin visa thành công là rất cao. Đặc biệt, đội tuyển này cũng tiết lộ thêm thông tin về hành trình xin visa khiến nhiều fan bật cười. Chi tiết hơn về câu chuyện này, khi xếp hàng chờ phỏng vấn xin visa, cả đội đã đùn đẩy vị trí đầu tiên cho nhau và cuối cùng Elio là thành viên chịu trận. Bên cạnh đó, câu hỏi khó nhất mà các thành viên của Gam nhận được là tiền thưởng của giải đấu là bao nhiêu, bởi thời điểm phỏng vấn đến chính Riot Games cũng chưa công bố tiền thưởng, vậy nên các thành viên của Gam đành bỏ tay. Nhưng đội tuyển này cũng tiết lộ giấy mời tham dự chung kết thế giới 2022 của Riot Games là thứ rất có giá trị. Chính nó đã giúp Kea kiệm lời nhưng vẫn xin visa thành công một cách dễ dàng. Ngoài vấn đề visa, hai lãnh đạo của Gam cũng tiết lộ thêm khá nhiều thông tin thú vị trong mùa giải VZ vừa qua. Trong đó, Izumin nói về việc những thành viên bị chốc và có một phong độ cực kỳ tệ ở đầu mùa giải là huấn luyện viên Jackie Win và Kea. Riêng về Kea, anh được cho là đã gặp vấn đề tâm lý rất nặng vì khi đấu tập thì người chơi này đạt được kết quả khá tốt nhưng lúc thi đấu lại liên tục làm fan thất vọng. Để giải quyết vấn đề này, Izumin đã phải trò chuyện cùng Kea để giải quyết vấn đề tâm lý cho chiến thần lấy lại phong độ. Sau buổi trò chuyện đó, Kea đã giao tiếp cùng đồng đội nhiều hơn và đã comeback một cách ấn tượng tại VCS. Dàn sao Top Esports hết ở dơ trước thềm chung kết thế giới 2022. Top Esports trở thành tâm điểm của giới Liên minh thoại Trung Quốc suốt thời gian vừa qua. Đội thể hiện một bộ mặt xuất sắc, ổn định, hai lần tiến vào chung kết LPL mùa xuân và hè năm 2022. Dù cuối cùng không vô địch, họ vẫn có tấm vé đến chung kết thế giới cùng vị trí hạt giống số 2. Ngoài ra, chặng đường tới, Top Esports cũng nhận về nhiều sự kỳ vọng từ cộng đồng LPL. Mới đây, dàn sao của Top Esports trình làng diện mạo mới để chuẩn bị chuyến bay sang Bắc Mỹ. Sau nhiều ồn ào, các ngôi sao cũng quyết định xuống tóc. Cụ thể, theo Sohu, nhà quân LPL mời hẳn thợ tạo mẫu tóc đến Gaming House để tút tát cho cả đội. Trong đó, gây chú ý nhất chính là Thiên và Jackie Love. Về thân rừng LPL, anh có nhiều kỷ niệm không vui vì tóc tai. Khi được hỏi muốn cắt kiểu nào, cựu sao FunPlus Phoenix trả lời rằng quả đầu mà không bị cổ động viên mắng chửi là được. Ở thời điểm chung kết thế giới 2021, Thiên cùng FunPlus Phoenix sớm rời cuộc chơi, màn trình diễn từ anh thực sự kém cỏi. Và rồi quá tức giận Thiên, cổ động viên công kích cả đầu tóc của anh. Gần nhất, ngôi sao của Top Esports bị chê bai về ngoại hình. Ở đó, một tài khoản cho rằng Thiên cùng Nai tóc tai luộm thuộm, mấy tháng không gội đầu. Thậm chí người này còn muốn LPL xem xét lại việc tuyển thủ thiếu chỉn chu khi lên sân khấu. Về phần Jackie Love, thoạt đầu anh muốn giữ nguyên quả đầu cũ, dù gì nó cũng gắn bó với anh suốt những năm thăng trầm của sự nghiệp. Thế nhưng sau khi được tư vấn, xạ thủ Top Esports lại quyết định nhuộm đỏ. Đáng nói hơn, màu này trùng với màu áo của đội nhà. Ngoài ra, các thành viên còn lại như Nai, Mark, Wayward cũng được tút tát gọn gàng, sáng sủa. Sau tất cả, Top Esports sẽ mang đến chung kết thế giới dàn sao vừa tài năng vừa xoái ca. Zena Gaming đang chiếm thế thượng phong ở các trận đấu tập với các đội tuyển trước thềm chung kết thế giới. Trở về sau khi trở thành nhà vô địch LPL mùa hè năm 2022, Zena Gaming hiện vẫn là cái tên khiến nhiều đội tuyển khác trở nên e dè và thận trọng khi nhắc đến ông kệ này. Và trước thềm chung kết thế giới 2022 sắp diễn ra, Zena Gaming vẫn đang chứng tỏ bản thân là một đối thủ đáng sợ khi theo nhiều nguồn tin gần đây cho hay, những trận đấu giữa Zena Gaming và các đội tuyển khác thì phần thắng đa số thuộc về Zena Gaming. Quả thật, nhà vô địch LPL mùa hè năm 2022 vẫn đang có phong độ cực kỳ tốt. Không có gì quá ngạc nhiên khi mà nhiều đội tuyển nhận định Zero Gaming là đội mạnh nhất thế giới vào lúc này. Thậm chí, ngay cả người đi đường giữa của Gen Z, Chovy ở lần phỏng vấn gần nhất cũng đã thừa nhận Zero Gaming là đội tuyển cần đặc biệt thận trọng tại giải đấu năm nay. Lý giải cho việc này, nhiều người cho rằng Zero Gaming hiện tại đang sở hữu một đội hình mà cả 5 thành viên đều mạnh ngang nhau. Họ thậm chí còn chiến đấu vô cùng chặt chẽ và liên kết với nhau. Quan trọng là họ có một cái đầu lạnh, bởi cho dù Zero Gaming có bị thua tiền hay bị team khác dẫn trước thì họ vẫn có thể lật ngược tình thế và đấu.
Với những gì mà bản thân đang thể hiện, Zidane Gaming đang cho thấy rõ tham vọng của mình trước thềm chung kết thế giới 2022. Họ sở hữu một đội hình thiện chiến và phong cách chơi cực kỳ kỷ luật và biến ảo của Homie đem lại. Chắc chắn, Zidane Gaming đang nuôi nấng cho mình ước mơ chạm đến chiếc cúp vô địch thế giới năm nay. Dù chưa biết kết quả sẽ ra sao, liệu có khi nào đến chung kết thế giới 2022 thì Zidane Gaming lại đánh mất phong độ của mình hay không? Nhưng cho đến hiện tại, nhìn kết quả của những trận đấu tập và những gì mà các đội tuyển khác nghĩ về Zidane Gaming cũng đủ cho thấy họ thực sự là ông kẹ của thế giới. Bản tin giải đấu số 534 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng với chúng mình đến cuối video. Hẹn mọi người ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!